Channel. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của búp biết nói, Mr. Bobino. Xin chào các bạn. Ở các video trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn bộ bút chấm đậm Mr. Bobino này rồi. Và tập hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học cùng với búp biết nói Mr. Bobino này nhé. Giờ chúng ta cùng nhau mở nó ra nào. Đây là cây bút chấm đọc Mr. Bobino. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biết nói Mr. Bobino. Và được kèm thêm một cuốn sổ bút biết nói Mr. Bobino. Và đây là một cuốn sổ. Đây là cuốn sổ Phonics dạy tiếng Anh của Mr. Bobino. Phần bước thứ hai. Đây chính là từ điển tiếng Anh bằng hình của bút biết nói Mr. Bobino. Và đây ta sẽ kèm thêm một hộp giấy vẽ. Có bút màu này. Đây là các cái thẻ học vui để các bạn nhận biết tô màu động vật nuôi và côn trùng. Đây, chúng ta có thể tô màu ở đây này các bạn. Rất là đẹp. Thứ hai, đây chính là dụng cụ đọc sách. Và trong đây nó có một cái sổ chuyện, sổ âm nhạc này, sổ chuyện này, rồi bảng chữ cái này, rồi ghi âm nữa này. Nói chung đây là sổ tay giải trí nha các bạn. Bước thứ ba, cùng ếch con học toán. Đây là sách học toán đấy các bạn. Đây là sách học toán cùng ếch con học toán từ 3 đến 5 tuổi cùng với Mr. Bobino nha. Và đây là cái game vui cho các bạn. Rồi, đây là bản đồ chủ đề. Đây là một trò chơi rất là hay đó các bạn. Đây là cuốn sổ My Tiny World, một giáo trình tiếng Anh cho trẻ em. Đây là bộ chấm của Mr. Bobino. Và đây chính là một bộ đàn của bút biết nói Mr. Bobino. Đây là bộ đàn của bút biết nói Mr. Bobino. Đây là hai bộ sticker. Đây là sticker ghi âm đó các bạn. Các bạn muốn ghi âm thì các bạn sẽ bấm vào đây này. Là chúng ta sẽ ghi âm giọng nói, dán vô một quyển tập hay là cái bảng gì đó. Nếu mà các bạn muốn nghe lại thì các bạn hãy bấm vô đây. Đó là chúng ta có thể nghe lại những gì mà chúng ta đã nói nha. Đây chính là bút biết nói Mr. Bobino. Đây là tranh treo tường bách khoa toàn thư cho bé đó các bạn. Đây là hình dán Miss My Little Pony, bảng chữ cái tiếng Anh, hoa quả, rau củ quả, màu sắc, hình khối, động vật nuôi, vân vân và vân vân. Còn đây là bản đồ thế giới, có rất là nhiều nước khác nhau như là Anh, Mỹ, Canada, rồi Việt Nam, Trung Quốc, Châu Âu, Châu Á, rất là nhiều nha các bạn. Ngoài ra ở trong đây còn có những loại động vật và tiếng kêu của chúng nữa đó các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học cùng với bộ bút chấm đọc này nhé. Chào mừng bé đến với thế giới diệu kỳ của bút biết nói Mr. Bobino. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Anh với bộ sách Phonics này nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ ấn vào biểu tượng Mr. Bobino ở đây nhé. Welcome to Fun Phonics. Đây là bảng chữ cái. Giờ đầu tiên chúng ta phải chỉnh volume trước nha. Âm lượng lớn nhất. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Ở đầu sách này thì chúng ta có một cái bản hướng dẫn nữa các bạn. Các bạn sẽ ấn vào nút này nếu mà các bạn muốn đọc từ nha. A is for airplane. A is for ant. Nếu mà các bạn muốn nói tiếng Việt thì các bạn ấn vào đây. Máy bay. Đó là nó sẽ dịch từ ra tiếng Việt. Con kiến. Còn nếu mà các bạn muốn nói bằng tiếng Anh, các bạn hãy ấn vào đây. English. Airplane. Ant. Đúng không? Nó đang nói tiếng Anh. Ở trong cái cuốn sách này cũng có những cái trò chơi đó bạn. Đây là trò chơi ABC Maze đó các bạn. Và nếu mà các bạn muốn chơi trò chơi, các bạn hãy ấn vào đây. Try to play the maze with the alphabet sequence. Bé giỏi quá, đúng rồi. Bé giỏi quá, đúng rồi. Đây là chúng ta chơi game. Còn nếu mà muốn thoát khỏi cái game này thì các bạn hãy ấn vào đây. My little friend. Game's over. Let's play next time. Rồi, đây là thoát game. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau học nha. Đây là học bằng chữ cái các bạn. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến trang đầu nha. Đây là mục lục.
Unit 1. The letter A. Trace the big A. 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 Airplane. And chant with me. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc cùng với Mr. Bubino nha. A is for airplane. A is for ant. Color fun. Đây là tô màu. Nếu mà ấn vào đây là nó có mấy cái nhạc đó các bạn. Ant. Bây giờ mình sẽ chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt nha các bạn. Tiếng Việt. Các bé hãy viết chữ A lớn theo từng bước như hình nhé. Chữ A. Các bé hãy lắng nghe và cùng đọc to từ nghe được nhé. A is for airplane. A is for ant. Máy bay. Con kiến. Máy bay. Các bé hãy tô màu vào chữ cái nhé. Đây là bút màu của bút biết nói Mr. Bubino đấy các bạn. Chờ chúng ta cùng tô màu nhé. Video cùng học với Mr. Bubino của chúng mình cũng đã hết rồi. Tạm biệt các bạn. Chào bé, hẹn gặp lại sau nhé.